Xin chào bạn, rất nhiều bạn thắc mắc về việc sạc cho một chiếc máy hút bụi, như là sạc bao nhiêu lâu thì nó đầy, hoặc là có phải rút nguồn sạc ra không, hay là lúc nào cũng cắm thế có sợ nó chai pin hay không. Thì thực ra rất là đơn giản, mình có thể xem các cái trạng thái của pin trên robot. Thì hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tất cả những cái điều đấy. Thì đầu tiên ấy, trên tay mình đang là những chiếc máy của iRobot. Thì đầu tiên khi mà chúng ta cắm sạc vào, thì đối với robot hút bụi của iRobot thì sẽ có cái đèn sáng này để nó báo là chúng ta đã cắm nguồn điện vào. Sau 5 giây thì cái đèn nó sẽ tự nó tắt đi. Tiếp theo khi mà chúng ta đặt robot vào thì cực kỳ đơn giản. Trên robot, bất kỳ một cái dòng máy robot nào cũng đều có hai cái điểm tiếp sạc, và trên đốc sạc cũng có hai cái điểm tiếp sạc. Thì chúng ta chỉ cần đặt đúng vị trí, có một cái kỹ thuật rất là đơn giản là chúng ta có thể đặt thẳng cái vị trí của cái điểm trên sạc trên con robot và cái phím clean, là ba cái chỗ này nó thẳng hàng với nhau, như thế là được. Cách thứ hai nữa là chúng ta có thể kiểm tra đèn khi mà chúng ta đặt, khi chúng ta đặt robot vào. Đấy, thì đèn ở trên đốc sạc nó sẽ sáng, đồng thời đèn ở trên robot nó cũng bắt đầu nó sáng, và lúc này thì sau khoảng 10 giây thì robot bắt đầu khởi động và bắt đầu sẽ báo các cái trạng thái liên quan đến pin. Đây, chúng ta sẽ nhìn thấy biểu tượng pin. Thì đối với các cái sản phẩm của iRobot thì chúng ta để xem trạng thái pin thì có một cách rất là đơn giản. Cái màu cam này là nó đang sạc, nó đang mờ đi và sáng lên thì nó đang sạc. Còn nếu mà màu đỏ này thì là đang bị hết pin. Còn khi nào cái đèn này nó chuyển sang màu xanh lá cây thì nó đầy. Đấy, rất là đơn giản. Thực ra thì đa phần những cái robot hiện nay thì đều cần khoảng từ 3 đến 4 tiếng rưỡi để có thể sạc đầy trong một chu trình. Đặc biệt hơn thì sang cái dòng của iRobot đời mới này, như là đây trên tay mình đang là chiếc iRobot Roomba i7 này, thì cái trạng thái đèn ấy nó sẽ không có cái biểu tượng pin nữa. Hơi đặc biệt. Này, nó không có cái biểu tượng pin ở trên này, mà nó sẽ tích hợp luôn vào cái nút clean, và chúng ta sẽ xem cái trạng thái của nút clean. Khi mà nó đang sạc thì nó sẽ sáng trắng lên, xong nó lại mờ đi, và khi nào nó đầy thì nó sẽ trắng tinh. Đấy, rất là đơn giản thôi. Thì các bạn cứ để ý sau 30 giây thì tất cả những cái đèn ở trên con robot này nó sẽ tối om đi. Với những bạn mà bắt đầu sử dụng chiếc máy robot bụi của iRobot ấy, thì sẽ rất là ngỡ ngàng vì không biết là máy nó có sạc được vào hay không, hay là nó bị hỏng rồi. Thì đây là một chức năng cực kỳ tiện dụng và tuyệt vời của iRobot. Nó sẽ không làm phiền chúng ta khi mà chúng ta đặt con robot ở trong phòng ngủ mà ban đêm, thì nó sẽ không bị sáng chói lên. Ngoài ra thế thì cái việc mà cái hệ thống đèn nó tắt đi ấy, nó cũng sẽ giúp bảo vệ cái tuổi thọ của cái đèn. Vì một con robot này chúng ta sẽ sử dụng khoảng 5 đến 10 năm. Trong vòng 5 đến 10 năm đấy, đèn lúc nào cũng sáng trưng. Cái đèn led này nó sẽ, mặc dù tuổi thọ của nó rất là lâu, nhưng mà nó cũng sẽ có trường hợp nó sẽ bị hỏng đèn. Thì với cái cách làm của iRobot này là một cách làm mà tốt, nhưng mà nó sẽ làm cho chúng ta, với những người mới bắt đầu ấy, chúng ta sẽ không biết là nó có bị hỏng hay không, hay nó làm sao. Thì đây là một cái tính năng của iRobot, và vừa rồi thì mình cũng đã giải thích rồi. Chúng ta sẽ để ý nhé, 30 giây thì cái đèn clean này nó sẽ tự động nó tắt đi đấy. Là mình sẽ chờ để cho các bạn xem. Thì trong lúc chờ thì mình cũng sẽ giải thích về một cái việc như này. Rất là nhiều bạn dùng robot thì thấy nó sạc đầy rồi, ok, nhưng mà lại sợ nó chai pin để rút nguồn điện ra. Thì robot, thực ra các bạn có thể, mình lấy một ví dụ, robot nó như một cái tủ lạnh. Khi mà chúng ta sử dụng thì chúng ta nên cắm. Tại sao khi mà rút ra thì nó lại ảnh hưởng, nó lại ngược lại, nó không như các bạn nghĩ. Vì khi mà chúng ta rút ra ấy, thì robot sẽ ngay lập tức xả pin. Các bạn có thể làm một cái thử nghiệm là các bạn sạc đầy. Sau đấy thì mình sẽ rút con robot ra khỏi đốc sạc và cứ để nguyên đấy. Thì sau 24 tiếng thì nó sẽ chuyển sang xả pin và nó sẽ cạn pin luôn. Thì nếu mà chúng ta rút ra như vậy thì khi mà nó cạn pin trong một thời gian dài thì nó sẽ làm bị chai pin. Và thường thì những cái dòng robot cao cấp bây giờ thì đều trang bị một cái tính năng là bảo vệ pin ở cái chế độ chúng ta cắm nguồn điện ấy.
thì nó sẽ luôn luôn nó diễn ra một cái quá trình bảo vệ pin, bao gồm có ngắt xả. Nếu mà các bạn tưởng tượng như là vài ngày hoặc là chúng ta phải đi công tác khoảng một tuần một tháng mà robot không được hoạt động thì robot sẽ tự giả lập cái quá trình hoạt động bằng cách là xả đi một ít pin và sạc vào. Thực ra thì cái việc xả và ngắt ấy nó chỉ giải quyết cái vấn đề là bảo vệ pin thôi, tức là nó sẽ không làm tốn điện của nhà bạn vì nó luôn ở cái trạng thái chờ. Đấy thì kết luận lại thì chúng ta nhà bạn có dùng cái con robot này 5 hay là 10 năm thì cũng không lúc nào rút cái nguồn điện ra là tốt nhất. Các bạn hãy tưởng tượng robot nó như một cái tủ lạnh. Đấy. Thì trong lúc chờ đợi cái đèn clean thì nó đã tắt đi sau 30 giây rồi. Thì bây giờ mình lại giải thích tiếp là cái đèn clean này nó sẽ tắt đi ở tất cả các dòng của robot giống nhau hết. Khi mà chúng ta để 30 giây thì nó sẽ tắt đi. Thì bây giờ mình muốn con robot nó hoạt động thì mình sẽ phải làm thế nào? Nếu bây giờ mình bấm vào thì nó sẽ không chạy. Thì rất là nhiều bạn sẽ gặp tình huống này, bấm vào nó không chạy. Thì cũng chẳng biết làm thế nào, thế là lại chờ thì nó lại tắt đi xong bấm vào nó lại không chạy. Thực ra thì rất là đơn giản. Cái thao tác đầu tiên thì mình phải bấm giống như là mình đánh thức con robot ấy, để cho cái hệ thống đèn nó sáng lên và nó ở trạng thái sẵn sàng. Rồi tiếp theo nữa, bây giờ mình muốn chạy thì mình sẽ bấm tiếp một lần nữa. Đấy, thì mình sẽ hơi bị mất thêm một thao tác nữa với cái tính năng là tự động tắt đèn, là mình phải đánh thức con robot bằng cách là mình bấm. Đối với cái dòng iRobot Roomba i7 này thì cái phím bấm là phím bấm cảm ứng, mình chỉ việc chạm vào nó sáng đi. Đấy, xong mình bấm tiếp một cái nữa, robot nó sẽ chạy. Mình bấm tiếp một cái nữa thì sẽ dừng lại. Đấy, rất là đơn giản. Đấy, thì cả qua cái video này thì mình cũng đã hướng dẫn các bạn cái cách mà chúng ta xem trạng thái pin, xem trạng thái lúc sạc, và một cái quan trọng hơn là chúng ta sử dụng robot đúng cách bằng cách là không rút cái nguồn điện ra. Đấy, hãng nó đã thiết kế rồi, chắc chắn nó phải tính toán rồi, tôi tính toán để cho chúng ta sử dụng rồi, cho nên là chúng ta không phải băn khoăn về việc cái đốt sạc của robot nó luôn 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 đi với nhau. Thậm chí ở những cái dòng cao cấp này nó còn trang bị thêm một cái tính năng, đấy là tính năng sấy. Tức là ở cái trên cái đốt sạc, khi mà robot đang ở đốt sạc mà sau khi chu trình hoạt động ấy thì nó sẽ cung cấp một cái nhiệt lượng để xả cái phần ẩm mà nó bị nhiễm ở trên phần bo mạch và trên phần thân máy, giúp cho cái độ bền của máy nó cao nhất. Mà cái tính năng này thì chắc chắn là chỉ có ở những cái dòng robot đắt tiền thôi, còn những cái dòng robot thấp hơn thì có thể là sẽ không có. Mà tuy nhiên thì cái tính năng chung là bảo vệ nguồn và bảo vệ pin sạc thì các bạn bắt buộc các bạn phải luôn cắm nguồn điện và cho robot ở đốt sạc, không được rút ra. Thì qua video này thì mình sẽ hẹn các bạn trong những cái video tiếp theo.